Bạn đang nghe truyện audio hành trình huyền thoại, tác giả Johnny Đoàn. chuyện được phát trên website truyệnaudiovv ro Người đọc Annie. Cầu hôn. Ở thành vùng can lúc này một bữa tiệc đắng sôi nổi đang diễn ra. Có lẽ sau bữa tiệc này những ngày tháng tiếp theo của họ sẽ chẳng thể nào bình yên hơn được nữa. Nâng ly. Uống đi. John, không phải ta đã từng nói rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại hay sao? Jack tiến lại gần chỗ của John, trên tay cầm một ly rượu cười nói. Giang nhìn ông ta cười đáp. <cười> phải, cái hôm chúng ta gặp nhau đó có lẽ đúng là một cái duyên. Nếu không gặp được ông thì chắc tôi cũng chẳng thể nào có được thanh gươm của vị vua vô danh này. <cười> Jacques cười nói. Là thanh gươm đó đã chọn cậu cơ mà. Và lại lúc tìm được thanh gươm này ta đã biết nó không phải là thứ tầm thường. À mà phải rồi, lần này gia nhập liên minh ta có đem theo vài thứ vũ khí nữa. Cậu có muốn xem hay không? Được, hãy dẫn ta đi xem đi. Jean tỏ ra vô cùng thích thú Jax nhanh chóng dẫn John đến nơi đặt xe ngựa của mình. Đừng thấy cái cỗ xe ngựa này nhỏ mà cứ nghĩ đến bên trong là đựng không được nhiều. Thực chất bên trong này là cả một núi vũ khí mà Jax đã chuẩn bị. Chả là trước khi gặp John, đúng lúc hơn là ông ấy có được thanh gươm của vua vua danh đã vô tình biết được tương lai sắp tới. Như thế nào, cô sẽ có chiến tranh lớn xảy ra. Vì vậy, đợi đến sau khi trao thanh gươm này cho người được chọn, sẽ lập tức đi đến những nơi mình đã nghiên cứu trước đó để thu thập thêm nguyên liệu và chế tạo các loại vũ khí nhiều hơn. Hôm nay, Chính là cái ngày ấy, ông ấy đem những hành thành quả của mình đến để giúp cho liên minh trao lại những người cần đến nó và giúp cho họ chống đại quân đội hư không hiếu chiến và tàn ác. Wow, nhiều thật đấy. Không ngờ ông cũng có loại không gian chứa đựng cực kỳ quý hiếm như vậy. Jean kinh ngạc nhận ra, cỗ xe ngựa của Jax được bao bọc bởi một trận pháp không gian. Trận pháp này cực kỳ hiếm thấy và rất ít người biết. Sau khi thi triển ra trận pháp này thì không gian xung quanh sẽ trở nên rộng hoặc hẹp tùy theo người tạo ra nó. Tất nhiên là đã không gian trận pháp, Vậy cho nên nhìn từ bên ngoài vẫn không khác gì một cỗ xe ngựa bình thường. Ấy, đây là cái gì? John kinh ngạc nhìn vào một cây cung đang treo trên vách xe ngựa. Nó là cuồng cung Runan. Jax liền trả lời. Vậy còn đây? John hứng thú nhìn vào một sợi dây truyền hình cây thanh giá. Đây là dây chuyền chữ thập, một loại trang sức mang trong mình với sức mạnh phép thuật rất đặc biệt. Vất vả lắm ta mới chế tạo ra được thứ đó đó. Jax cười. Ê, Jax, ông rất tuyệt đấy. Không ngờ những thứ như thế này mà một mình ông có thể tạo ra được như thế." Jean vô cùng ngạc nhiên. "Không hẳn mọi thứ là ta đã tạo ra đâu, trong này hơn một nửa là ta đi thu thập được trong suốt thời gian đi phiêu bạt khắp nơi, ví dụ như là cuốn di thư cổ này, ta vô tình kiếm được nó dưới một gốc cây cổ thụ ngàn tuổi." Jack cầm lên một cuốn di thư nói. Jean gật đầu rồi xoay một vòng, ánh mắt dừng lại một chiếc hộp gỗ, bên ngoài hộp gỗ này được thiết kế vô cùng tinh xảo, nét chạm khắc phải nói là không chút sai sót. Jacks thấy John đang chú ý đến chiếc hộp gỗ đầy cũ kỹ kia, thì ông ấy liền tiến tới, cầm lên nói. Cậu có biết bên trong chiếc hộp gỗ này là đựng thứ gì không? John lắc đầu cười. <cười> Cho dù bản lĩnh có cao, nhưng mà tôi cũng không có khả năng xuyên thật vật thể được đâu. Jack nói. Bên trong này được tổng cộng là 10 chiếc nhẫn. Ta đã tìm được nó bên trong một chiếc hang nằm sâu trong một khu vừng sương mù. Xung quanh chiếc hộp này là vô số các bộ hài cốt. Ta đoán tất cả bọn họ trước khi chết đã chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt chỉ để chiếm được những chiếc nhẫn bên trong hộp đó. Nói xong, Jax mở chiếc hộp gỗ này ra, mở chiếc nhẫn sáng chó hiện ngay trước mặt của John. Mười chiếc nhẫn này không khảm những viên đá quý giá, cũng không được làm bằng vàng hay kim cương. Tuy nhiên những họa tiết trang trí trên chiếc nhẫn này rất tuyệt. Có thể nói người tạo ra mười chiếc nhẫn này chắc chắn là một bậc thầy trong việc thiết kế. Những đường cong điêu khắc, những chi tiết dù nhỏ cũng là không thể nào tìm ra lỗi. Jean cảm thấy chiếc nhục hộp này đôi mắt sáng người đầy sự thích thú. Jacques thở dài nói: từ sau khi có được 10 chiếc nhẫn này, ta liên tục nghiên cứu chúng nhưng đến bây giờ vẫn không thể nào tìm ra được cái gì đặc biệt bên trong. Không biết nó chứa thứ gì mà nhiều người phải bỏ cả mạng sống để có được nó. John cười. <cười> Jax, ông cho tôi những chiếc nhẫn này có được không? Ừ, nếu như cậu thích thì cứ lấy đi. Mà rồi, tôi còn có rất rất nhiều thứ muốn cho cậu xem. Ờ, đâu rồi? Ngay khi Jax vừa quay người lại thì cũng đúng là lúc ông ta nhận ra John đã không ở bên trong cố xe ngựa nữa. Jax thở dài. Ê, cái tên này bỏ đi cũng nhanh thật đấy. Không biết hắn có hứng thú gì với mấy chiếc nhẫn này. Giang cầm lấy chiếc hộp gỗ chạy thẳng về phòng của mình. Hắn đã quyết định hắn sẽ trao những chiếc nhẫn này cho những cô gái của hắn. Tạm thời chưa nói đến sức mạnh ẩn chứa bên trong 10 chiếc nhẫn này. Nhưng mỗi việc 10 chiếc nhẫn này rất giống nhau về bề, về bề ngoài, được điều khắc thiết kế vô cùng tinh tế, cũng đủ để cho hắn thích thú. Bây giờ chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trao nó cho các cô gái kìa. Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho John giật mình lập tức lấy vài chiếc nhẫn cất vào trong người sau đó bỏ chiếc hộp gỗ đó vào tủ áo tốt nhất đừng có để ai nhìn thấy đặc biệt là mấy cô gái kia ai cũng không biết chứ hắn thì biết rất rõ tính cách của bọn họ cứ thấy thứ gì đẹp đẽ là quyết tâm có cho bằng được nếu để phát hiện quá sớm như vậy thì đâu còn gì thú vị Jean cố gắng tỏ ra như không có việc gì nói lớn à, vào đi người bước vào bên trong chính là Nami chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn <laughs> John sao anh lại không tiếp tục tham gia buổi tiệc của mọi người John ờ ờ vài tiếng Ờ à, ừ thì tại vì anh là chỉ huy của liên minh rồi Thì từ nay về sau sẽ đảm nhiệm những công việc vô cùng khó khăn Vậy cho nên quay về phòng suy nghĩ những chuyện sắp tới xảy ra hmm, Anh vất vả quá Nami không có giúp gì được Nami tỏ ra hơi chút buồn rầu John tiến lại vốt mái tóc của Nami <laughs> Đừng có nói thế Không phải hiện giờ em đang làm rất tốt mọi việc sao Em đã giúp anh rất nhiều rồi ấy mà em giấu cái gì sau lưng thế John nhận ra hai tay của Nami đều đang để ở phía sau lưng Giống như là cô ấy đang che giấu điều gì Nami cúi đầu đưa tay về phía trước Trên tay của cô cầm một chiếc áo khoác vải Trên đó theo khá đơn giản Nami đỏ mặt nói ừ, Nami mới được Sona chốt ít khả năng may áo Không đẹp Nhưng mà muốn tặng cho anh John Nhân ngày anh lên làm chỉ huy lên minh. Ồ, tặng cho ta sao John cực kỳ kinh ngạc Trước giờ chưa có ai tặng cho hắn món quà như vậy John thực sự là rất cảm động Vậy Nami Giúp anh mang vào xem, áo của em mày chắc chắn rất đẹp rồi." Nami nhìn hắn, hai má đỏ ửng. <laughs> "Nami may áo cho anh, nhưng mà chưa đo kích thước, sợ là sẽ không có vừa." John không bận tâm đến chuyện đó, cười nói, "Ê, hey, đừng lo, Nami may cho thì nhất định là sẽ vừa rồi. Nào, giúp tao mang vào đi." John hai tay giang rộng. Nami gật đầu sau đó cầm chiếc áo khoác mặc lên người hắn, chiếc áo đó thực sự rất vừa vặn với thân hình của John, lấy vô cùng thoải mái khi mặc. John hứng thú nói, "Ê, Vừa thật mà, Nami, em giỏi lắm. John nắm lấy tay của Nami, đột nhiên sắc mặt của Nami có chút nhăn lại. Chi tiết nhỏ này không thể nào thoát khỏi mắt của John. Hắn lập tức đưa tay của Nami lên xem. Lòng bàn tay của Nami có vô số các vết thương nho nhỏ chi chít. Những vết thương này là do trong quá trình mài áo của vô tình để những mũi kim đâm vào tay. Nami rút lại tay lại. Không có gì đâu, mai mốt nó sẽ hết ngay thôi. John nhìn Nami, việc làm của cô thực sự khiến cho hắn phải cảm động vô cùng khuôn mặt của Nami vẫn ửng đỏ nhưng nhìn dáng vẻ của cô, có lẽ cô không muốn cho John biết chuyện cô bị thương, nhưng cô càng làm như thế, John càng thấy cảm động hơn. Hắn nắm nhẹ lấy tay của cô. Nami, em đối với anh thật tốt. Nami lắc đầu. Thực không có gì cả. Các chị em khác rồi cũng sẽ làm như việc việc này với Nami. Nami chỉ muốn tặng anh một món quà gì đó nhỏ nhỏ thôi. John hứa với Nami một chuyện. Ừ, mười chuyện cũng hứa. Em cứ nói đi. John mỉm cười. Đừng có bao giờ rời xa em Nami chân thật Đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu nhìn hắn Câu nói này sao mà quen quen Ra cả người như phát run Hắn không đáp Chỉ tiến đến ôm chặt lên Nami Phóng thẳng lên bầu trời đầy sao và ánh trăng tỏa sáng đêm này Nami được John ôm đứng giữa không trung Hắn sử dụng sức mạnh của chính mình Phủ dưới chân của hai người một lớp màng năng lượng vô hình Giúp cả hai có thể đứng vững như đứng trên mặt đất Nami vô cùng sợ hãi Vốn dĩ trước giờ cô chưa bao giờ bay cao như vậy John đột nhiên quỳ nửa người xuống trước mặt Nami Hành động này khiến cho cô giật mình, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, miệng còn chưa nói ra được câu nào thì John đã từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn được điều khắc và trang trí tình xảo. Nami, em sẽ làm vợ anh chứ? Mặt trăng đêm hôm nay như là một dĩa ngọc trên không trùng, ánh trăng như là những giọt nước rắc xuống những ngôi ngôi nhà tầng tầng lớp lớp sừng trắng như là những chuỗi ngọc. Những căn phòng mái nhà được tưới gội dưới ánh trăng vạn vạn đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của thú vật. Đúng lúc này, trên mặt của Nami đẫm đầy nước mắt, cô vừa kinh ngạc và vui vẻ, cô nhìn John một cách đắm đuối. Đây là một chiếc nhẫn đặc biệt chỉ có duy nhất John ta sở hữu thôi. Những ai đeo chiếc nhẫn này vào thì sẽ trở thành vợ của ta. Nami, em muốn làm vợ của ta chưa không? John, anh Nami thực sự là không nói nên lời. dưới ánh trăng đó, Nami khuôn mặt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt dưới ánh trăng phản chiếu trong cô thêm hình diễm lệ, môi mấp máy run rẩy. một hồi lâu mới nhận được một câu. Anh, anh nói thật chứ? Em sẽ trở thành vợ của anh John Ánh mắt mông lùng ngấn nước nhìn chăm chăm vào John Hắn mỉm cười chỉ tay lên trời đáp Ừ, trên có ông trời chứng giám Ta đây là John Thực lòng là muốn lấy Nami làm vợ Một cảm giác xúc động không gì tả nổi trào dâng, cái cảm giác này không biết dùng ngôn từ nào Có thể diễn đạt được Nami trả lời trong hạnh phúc Ừ, em đồng ý John nở đụ cười nhìn Nami Nâng bàn tay trái của cô lên sau đó đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út Đứng lên nhẹ nhàng ôm Nami vào trong lòng John nhẹ nhàng nói Nami, từ nay về sau em đã trở thành vợ của anh rồi Anh sẽ bảo vệ vào bên cạnh em suốt đời Không ai có thể tách rời chúng ta đâu Đến bây giờ, Nami vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác lần cần kia Cô bị động ừ một tiếng Nami giờ đã thành vợ của anh Anh nói gì, em cũng sẽ nghe Nami hạnh phúc ôm chặt hắn Dựa vào bộ ngực ấm áp kể nói Năm tháng trôi qua thật nhanh Ánh sao băng bay qua bầu trời không để lại dấu vết dưới anh chàng chúng ta đã từng cùng khóc cùng cười Dưới anh chàng em từng nói rằng em yêu anh Sống to gió lớn đến đâu Anh cũng sẽ luôn nắm lấy bàn tay của em Và bảo vệ em Không để em rời đi khỏi anh Hết trường Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo Bạn đang nghe trên audio hành trình huyền thoại Người đọc Annie Khổ chiến Một ngày mới lại bắt đầu Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày đầy vất vả với tất cả mọi người John rời khỏi giường xoay đầu nhìn Nami vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn mỉm cười nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn đang đắp trên người của cô sau đó nhanh chóng mang đồ và rời khỏi phòng tiến đến sảnh hội nghị sáng ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở thành chỉ huy của liên minh chắc chắn mọi người sẽ hỏi hắn vì rất nhiều chuyện đại loại như là mục tiêu sắp tới sẽ là đâu bước vào bên trong phòng ở đây từ sớm đã có đông đủ mọi người có mặt bọn họ hiện tại đang bàn tán nói chuyện cùng nhau khi thấy John bước vào tất cả điều đều cúi đầu hô lớn hai chữ chỉ huy điều này thực sự đã khiến cho hắn không quen chút nào hắn chỉ cười trừ đáp trả John tiến thẳng đến trên ghế đặt ở giữa phòng rồi ngồi xuống, cười nói. Hôm nay mọi người có mặt sớm thì, còn chưa đến giờ mà. À chẳng qua là bọn tôi đang phân vân không biết là mục tiêu tiếp theo của quân chúng ta là ở đâu, vậy cho nên mới muốn đến sớm để bàn luận. Garen cười. John đáp. Vậy thì mọi người cũng có những mục tiêu gì thì xin hãy cứ nói ra. Darius đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ cầm bản đồ hiện tại trên đất Demacia đặt giữa phòng. Hiện tại chúng ta đã chiếm được thành Vulcan, một tòa thành nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi cho việc di chuyển bằng đường sông. Từ đây, chúng ta có thể đi đến ba hướng là thành, thành Terra, Sican và Legacy. Và cả ba thành này đều có những đặc điểm riêng biệt mang lại rất nhiều lợi ích. Ví dụ như là thành Sican, xung quanh có rất nhiều loại hải sản sẽ giúp chúng ta tăng nguồn lợi về mặt thủy sản. Xin chào lại nói thêm. Thành Terra được phù sa bồi đắp, vậy cho nên đất ở đó rất tốt cho việc trồng trọt các loại cây lương thực. Còn thành Legacy đây là một tòa thành đặc biệt ở đó có một bến cảng khá là lớn. Nếu như chúng ta chiếm được nơi đây thì nhất định chúng ta có thể đủ điều kiện để củng cố và chiêu mộ thêm hạn đội thủy quân của chúng ta. Như cậu đã thấy đó, hiện tại ngoài những người đến từ Beachwater City và một số tàu thuyền của bọn họ ra thì chúng ta không hề có lực lượng thủy quân nào khác. Đó là chưa nói, hầu hết chúng ta ở đây đều là không giỏi về thủy chiến trừ những người đến từ Beachwater City. Garen nói. John suy ngẫm thật kỹ những gì Darius xin chào và Garen nói thì vô cùng có lý. Ngoài những người đến từ Beach Water City vốn trước đây là cướp biển và họ quen với việc sống trên đại dương, thì chỉ có hắn và Nami đã biết cách thủy chiến, còn lại hầu hết là không không biết. Sau này khi đưa quân Ionia và Beach Water City để chiếm lại những nơi đó, thì chắc chắn là không thể tránh khỏi thủy chiến như vậy. Như thế rất bất lợi. Giao nói như tiếp. Nếu vậy, thì ý của ngài Shin Giao là chúng ta sẽ nên đánh chiếm Legacy để có thể tác chiến bến cản để phát hiện ra lực lượng thủy quân còn ý của ngài Darius là muốn chúng ta tấn công thành Terra hoặc là Sican để có thể khắc phục việc lương thực còn thiếu thốn. Rõ nói ra khiến cho cả Sinjao và Darius hai lòng gật đầu, nói chuyện với người thông minh rất dễ chịu, nói một hiểu mười. Rõ bàn tiến lại nói: Thế Rõn, cậu tính sao? Tấn công vào thành nào là quyết định của cậu? Vậy lực lượng của cả ba thành kia thì thế nào? Rõ nói: Theo như đoàn trinh sát báo cáo về thì cả ba tòa thành kia đều có lực lượng quân khá là tương đồng. Nếu chúng ta tấn công thì chỉ có thành Legacy là gây khó khăn bởi vì nơi đó có bến cảng và rất nhiều tàu chiến. Tibo, một trong những thành viên ưu tú nhất của đội trinh sát bước ra nói. John suy ngẫm, Swain tiến lên nói ra ý kiến. Này John, ta thấy chỉ bằng chúng ta cứ tấn công cả hai thành Terra và Sican trước. Có được lương thực vững chắc rồi chúng ta sẽ tấn được công thành Legacy sau. Ý kiến của Swain đưa ra lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Đây là cách an toàn và thuận tiện nhất. Wow, tấn công cả hai thành luôn. Ròn lẩm bẩm, sau đó đứng dậy tiến đến trước bản đồ quân sự đang đặt giữa phòng. Những người khác cũng là nhanh chóng tiến lại gần đó quan sát. Ròn chỉ tay vào thành Thera, Sican và Legacy rồi nói: Chúng ta sẽ tấn công vào cả ba thành này, này cùng một lần luôn. Cái gì? Tấn công cả ba thành? Sweeney giật mình. Không chỉ có một mình ông ấy mà những người khác cũng không ngoại lệ. Nhưng mà một khi Ròn đã đưa ra quyết định thì chắc hẳn là hắn đã tính toán rồi. Thành terra và Sican không quá lo lắng, nhưng mà Legacy thì mới thực sự là tòa thành rắc rối nhất hướng duy nhất tấn công vào tòa thành này cũng chính là bến cảng của tòa thành đó ở đây tụ tập rất nhiều các tàu chiến được trang bị vũ khí cực kỳ mạnh chỉ cần thấy lực lượng địch tiến tới là lập tức hạm đội này sẽ xuất chiến ra để tấn công ngày 20 tháng 9 năm thứ 23 CLE John đưa ra quyết định táo bạo kia lực lượng liên minh đã làm chia lân ra làm ba quánh quần tấn vào trong ba thành Terra, Sican và Legacy trong đó lực lượng tấn công của thành Terra bao gồm những người ở Nausus và Jaun cùng với một nửa số người đến từ Bridgewater City như Fizz, Nautilus. Bọn họ đã quen với việc thủy chiến, vậy cho nên sẽ giúp ích được rất nhiều. Về phía tấn công thành Sican, bao gồm những người Demacia, tộc Yordle, tộc Iron, Solari, gồm cả Leona và Pantheon và một số nửa còn lại đến từ Bridgewater City như Miss, Gangplank và Grave. Ở thành phố Legacy, gồm tất cả những tướng còn lại, và John sẽ đích thân chỉ huy trận tấn công này. Có hai điều kỳ lạ trong quyết định này của John Đầu tiên là việc John phân chia ra các tướng như vậy đồng nghĩa với việc khi hắn tấn công vào Legacy thì chỉ có duy nhất hắn và Nami là biết bơi và thông thuộc thủy chiến. Còn lại đều là không biết cùng với đó John sẽ không có lực, lực lượng thủy binh vì thủy binh của liên minh chủ yếu đến từ sức mạnh của Bridgewater City và lực lượng này đã được phân chia qua hai lực lượng công phá thành Terra và Sikan. Đáng nói ở đây chính là thành Legacy so với hai thành kia là một thành cực kỳ khó tấn công và sử dụng thủy chiến một cách đó là duy nhất ra cho đến khi hiện tại. Nhưng mà trước này, John hoàn toàn đưa ra kế sách tấn công thuộc lặng, dạng quái dị không ai biết được, vậy cho nên chẳng ai có ý kiến gì, dù cảm thấy khá là lạ, đến đâu thì họ đành phải đi theo đó. Điều thứ hai chính là việc mà John yêu cầu Victor ở lại cùng với quân đoàn của hắn để tấn công Legacy, không biết hắn làm như thế là có mục đích gì. Chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc một chuyện, một chiến thuật kinh thiên nào đó sắp được John, John sử dụng hay sao. Hai cánh quân tấn công thành Terra và Sinkan đã được John phân chia, đều có những chuyên gia thủy chiến như Phis, Nautilus hoặc mít và gàng Vậy cho nên việc tiến công tương đối thuận lợi, một mặt bởi vì hai thành này tương đối mỏng manh và không có quá khó khăn để sử dụng sức mạnh quân đội của liên minh. Chỉ trong 3 ngày, thành Terra và Sikan lần lượt bị chiếm đóng. Tất nhiên đó là chuyện của những ngày sau, còn bây giờ hiện tại thì khác. Thành Vulcan Toàn quân của John trở thành chậm hơn hai đoàn quân kia một ngày. Lý do hắn khởi hành chậm hơn là bởi vì hắn muốn có sự chuẩn bị thật chắc chắn. Lúc này ngoài sự phòng bị thì có rất đông các tướng lĩnh đang đứng đợi. Không biết cậu ấy nghĩ cái gì mà không muốn ai vào nhỉ? Manfred khó hiểu nói. Ai, à, không rõ nữa. Ramos tiến lên đáp. Bên trong đó, phòng nghị sự lúc này John đang đứng trước tấm bản đồ quân sự nhìn bốn người được hắn giữ lại bao gồm Jace, Victor, Hyman Danger và Corky. Jace kỳ lạ nói. Này John, có kế sách gì chưa? Mặc dù tôi không am hiểu lắm về mặt chiến thuật và đánh giặc nhưng mà nhìn qua bản đồ quân sự này tôi biết muốn tấn công Legacy thì bắt buộc phải tấn công bằng đường thủy. Sau khi quân đội thủy binh của chúng ta cậu lại chia cho làm hai quân đoàn của Nosus và Demacia. Hai thành Thera và Sican đâu có nhất thiết phải dùng thủy chiến. Phải đó. Jace nói ra con lý. John, cậu nghĩ thế nào thế? Hai mươi nai giờ gật gũ nói. John lại đáp lại bọn họ bằng cái cười nhẹ nhàng nói với Jace. Này Jace, tại sao anh nghĩ rằng Legacy chỉ có thể tấn công bằng đường thủy? Ờm... Um... Jay chỉ vào bản đồ nói. Thì không phải ở đây đã nói hết cả rồi sao? Đường đến thành Legacy, tổng cộng có hai đường. Nếu đi đường bộ thì chúng ta sẽ phải đi qua những địa hình không bằng phẳng. Việc vận chuyển lương thực và sai thiết giáp sẽ gặp khó khăn. Đấy là chưa nói trước cổng thành của Legacy này đều là những vách núi rất khó mà để quân lính có thể giao chiến tốt được. Và lại, nếu công thành Legacy bằng đường bộ, thì những tàu chiến đang neo đậu trên các bến cảng gần đó sẽ lập tức bắn dài để yểm trợ. Vậy nên chúng ta chỉ có thể tấn công bằng đường thủy thôi. Này John, Ta chỉ là một nhà khoa học suốt ngày cắm đầu vào đông máy móc. Thực ra ta không hiểu dụng ý của cậu trong lần tấn công Legacy này đâu. Victor bây giờ mới lên tiếng nói. Ê, vậy thì mọi người còn chưa nhận ra mục đích của ta không? Chúng ta là không có thủy binh, vậy nên đâu thể nào dùng thủy chiến với quân địch được. John cười nói. John, cậu điên rồi, còn điên hơn cả ta. Hai mươi đàn giật mình. John ơi, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu tấn công bằng đường bộ thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có kỳ nói. Bởi vậy nên tôi mới gọi riêng bốn người tại đây. John nhìn Victor. Ngài Victor, ngài có biết vì lý do gì mà tôi lại giữ lại ngài không? Ờ, uh, không. Victor lắc đầu. Bởi vì tôi muốn sử dụng khả năng của một nhà khoa học như ngài trong trận chiến lần này. John nói tiếp. Jace, Victor và ngài Heimerdinger. Tôi biết ba vị là những nhà khoa học nổi tiếng nhất tại Valoran. Vậy thì tôi muốn hỏi liệu ba người có thể chế tạo ra được một loại máy giúp một vật tàng hình được không? Ừm tàng hình. Hai mà đàn chờ khó hiểu, trước giờ ông ấy có bao giờ nghĩ đến việc chế tạo ra một thứ gì đại loại như thế đâu. Victor nói. John, cậu nói như vậy thực sự là làm khó chúng tôi. Thứ như vậy phải nghiên cứu cả chục năm vẫn còn chưa ra nữa. John lập tức giải thích. Mọi người nghe đây, nguyên lý để cho đôi mắt có thể nhìn thấy một vật là cảm nhận được. Vùng phủ cập, gần đến, gần đến môi trường xung quanh. Các tia sáng để hội tụ vào đúng võng mạc, từ đó đưa đến não để phân tích. Tôi muốn mọi người chế tạo ra một loại máy bay có khả năng phát ra một loại sóng điện, bao bọc thiết bị được đó gắn lên, làm cho người khác không thể nào nhìn thấy được vật thể đó. Vậy ý của cậu là tạo ra một loại thiết bị để đi ngược lại với cơ chế thu nhận ánh sáng từ đôi mắt. Jace bắt đầu hiểu ra vấn đề. Đúng rồi. John gật đầu, Victor kinh ngạc nhìn John. Chẳng là chế tạo một loại thiết bị có khả năng tàng hình trước đây ông đã từng nghĩ, vậy nhưng mà nghiên cứu hoài vẫn không thể nào ra được cách thức. Lần này nghe John gợi ý là phải chế tạo ra loại máy phát sóng điện tự ảnh hưởng thẳng đến đôi mắt của kẻ địch, khiến cho cơ chế thu nhận ánh sáng của đôi mắt bị đảo ngược. Thiết bị này nói nôm na dễ hiểu là một thứ thứ để đánh lừa thị giác. Ví dụ thiết bị này được gắn lên một cỗ xe ngựa, nó sẽ tạo ra xung quanh cỗ xe ngựa này một sóng điện tử. Khi tầm nhìn của mắt lại gần cỗ xe ngựa kia, thì lập tức ánh sáng chỗ đó sẽ bị bẻ cong, tạo nên một điểm mù ngay tại đó. Chỗ xe ngựa kia vẫn ở vị trí cũ, nhưng mà đứng trước đó lại không thể nhìn thấy được. Nói nôm na, nguyên lý nó là như vậy. À, thôi được rồi, tôi sẽ phải nghiên cứu thêm. Nhưng mà không thể có ngay được đâu. Victor, Jace và hai Danger gật đầu rơi khỏi lều trị huy. Tiến thật nhanh về sự chế tạo. Bắt tay vào trong nghiên cứu. John lại nhìn sang Corky. Ngài Corky, xem ra chiến dịch lần này lại cần có sự giúp đỡ của ngài rồi. Được, được. Giúp đỡ cậu là niềm hạnh phúc của tôi. Có gì cứ nói luôn đi. Corky vút sâu cười cười. John gật đầu đáp. <laughs> được, vậy tôi muốn ngài... Ngày hôm sau đội quân do John chỉ huy chính thức rời khỏi thành Vulcan tiến thẳng về Legacy theo đường bộ. Điều kỳ lạ là trong đoàn người khởi hành lần này không hề có Corky, Victor, Jace và Hyman Diger. Những người khác liên tục dò hỏi nhưng John vẫn không nói thẳng ra. Hắn cứ nói là, thì khi nào thời cơ chín mùi rồi thì sẽ nói. Khoảng cách từ thành Vulcan đến thành Legacy chừng 2 ngày. Trong suốt 2 ngày đường này, quân đội của John phải di chuyển liên tục trên những đoạn đường vô cùng xấu. Lúc thì vượt suối, lúc thì băng qua đường bá đá lởm chởm nhưng tuyệt đối không một ai chịu bỏ cuộc hay than vãn một lời. Đến ngày thứ hai, quân đội của John đã nhìn thấy thành Legacy ngay ở trước mặt. John ra lệnh dựng trại trước cổng thành một khoảng khá xa để tránh quân địch biết mà tập kích bất ngờ. Đơn giản cũng là bởi vì quanh đây là vách núi, nếu quân địch bí mà tấn công trong đêm thì rất rắc rối. Tại lời chỉ huy lúc này, tất cả những tướng dưới trướng của John đã có mặt đông đủ. Irelia là người đầu tiên phá bỏ sự yên lặng của John. Này, không lẽ chúng ta phải tấn công bằng đường bộ sao? Jon gật đầu, Ừ. Vậy ngoài đường bộ ra chúng ta có thể tấn công bằng đường nào nữa? Mọi người ở đây, liệu có ai dám tự tin khi thủy chiến sẽ giành phần thắng hay không? Câu này vừa nói ra thực sự khiến cho tất cả mọi người phải yên lặng. Đúng là họ phải thừa nhận rằng bọn họ không hề có khả năng thủy chiến. Thậm chí rất nhiều người trong số bọn họ còn không biết bơi. Nếu đánh nhau trên mặt nước, lỡ như thuyền bị chìm thì cũng không biết là làm thế nào nữa. Nhưng mà John này, việc tấn công bằng đường bộ xem ra không khả quan lắm đâu. Ta thấy trên bản đồ có vẻ các bến cảng nằm rất gần cổng thành của Legacy một cách bố trí nó đặc biệt lắm. Nếu chúng ta tấn công bằng đường bộ, buộc phải tấn công vào trong cổng thành đó. Như vậy, những tàu chiến ở bến cảng bên trong này nhất định sẽ không để yên cho chúng ta. Riser tiến lại chỉ vào bản đồ quân sự nói. Tất cả cũng đều gật đầu tán thành. John tiến lại gần bản đồ. Ai bảo mọi người rằng ý định của tôi sẽ là tấn công vào cổng thành Ấy, ý cậu là sao? Nidali khó hiểu nói. John quay lại nhìn viện trưởng và viện phó đang ngồi gần. Lần này buộc lòng phải nhờ vào khả năng của hai vị. Ha <laughs> Cuối cùng cậu cũng chịu nhờ vào hai cái lóc già này rồi. John, nói đi. Viện trưởng cười ha hả vứt dầu. Bộ dáng của ông ta và viện phó không hề như những người xung quanh. Cả hai vô cùng bình thản. Có lẽ họ hoàn toàn tin tưởng vào John. John cười. <cười> Dựa vào sức mạnh phép thuật của cả hai người, liệu có thể tạo ra một lớp lá chắn năng lượng trong bao nhiêu lâu? Um, quân đội lần này đem theo 3 phần 10 ngàn người. Với sức của hai chúng ta thì tuyệt đối không thể nào bảo vệ được hết nhưng mà cậu có nhớ chuyện ta cho toàn bộ người dân thành phố không tên di tản từ rất sớm hay không? Đơn giản vì toàn bộ người dân tại thành đó đều là những pháp sư. Lời, lời vừa nói đã khiến cho John rất sốc. Wow, đều là pháp sư. John lắp bắp nói, cái chuyện này trước giờ có nghe hai người này đề cập đến bao giờ đâu. Viện phó gật đầu nói. Phải, toàn bộ những người ở thành phố không tên đều là biết sử dụng phép thuật, chẳng qua là họ ít sử dụng thôi. Tuy nhiên, phép thuật mà học viện đã dạy cho bọn họ chỉ là những loại phép thuật dùng để tự bảo vệ bản thân, Nhắc đến chuyện này, John nội nhiên nhớ lại cô gái tên Rose. Cái cô gái đã khiến cho hắn phải... Ai... Thực sự là không muốn nhắc đến một chút nào. Này John. Viện trưởng thấy John có chút phần tâm. À, 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 ngài cứ nói tiếp đi. John cười trừ. Viện trưởng tiếp tục nói. Ý của ta là muốn nói chính là điều. Nếu là chúng ta và viện phó thì chắc chắn sẽ không thể nào tạo ra lá chắn phép thuật chống đỡ cho gần 30 vạn dân được. Nhưng mà nếu có sự giúp đỡ của toàn bộ người dân thành không tên thì có lẽ có khả năng. Nhưng chỉ có điều... Điều gì? John hỏi. Viện phó trả lời thay. Chỉ có điều là để duy trì lá chắn năng lượng kia trong một thời gian. E là khó lắm. Tối đa bọn ta chỉ có thể cầm cự trong vòng 10 đến 15 phút thôi. Wow, ngắn thế sao? John sơ cầm suy nghĩ. Ờ, à, vậy cũng được. Tạm thời không còn cách nào khác. Vậy John, khi nào chúng ta tấn công? Elise vội nói. John cười. <cười> chờ đến lúc đâu, cứ ngồi chờ thôi. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie. Nhanh, bất ngờ, dữ dội. Lúc này bên trong thành Legacy, thông tin từ quân do thám báo về cho biết quân đội của John đang đóng trước mặt, có lẽ trong thời gian sớm nhất hắn sẽ tấn công, một cuộc họp khẩn đã được triển khai. Chỉ huy đứng đầu của thành Legacy tên là Tyres, hắn ta nổi tiếng là hung hãn, một kẻ khi đã nói thì không ai là cấp dưới dám trái lời. Bên trong phòng họp Lúc này hắn ta cười khả khả khi biết tin quân đội của John đang đóng quân ngay trước thành Legacy. Hắn nói, <laughs> Bọn chúng đúng là một lũ ngu. Chúng không biết nếu tấn công bằng đường bộ thì bọn chúng nắm đến 9 phần thua à? Đúng là một lũ đần độn. chiều Huy, có khi nào bọn chúng tấn công bằng đường bộ này là có ý gì? Bọn thủ hạ tìm hiểu được người lãnh đạo của, của đội quân này chính là kẻ mà cấp trên truyền lệnh xuống. Nếu mà bắt được hắn sẽ tăng thêm nòng cấp bậc đấy. Tuyệt đối không thể xem thường được. Một vị tướng quân ngồi cạnh nói ra khiến cho Tyrese có chút ngọn, lo lắng một vị tướng quân khác lại nói không những thế hắn ta còn là kẻ đã chỉ huy quân đội của mình tấn công và chiếm đóng thành vun can của chỉ huy Phan Cẩn xin chỉ huy đừng có xem thường hắn thares nghe vậy là cũng không dám quá lố hắn ta giả vờ ho khan um, overseas, vậy theo các người thì hắn ta tấn công bằng đường bộ là mục đích gì tạm thời chúng tôi không biết những vị tướng quân lắc đầu thares xoa cầm ừ um, theo ta nghĩ hắn biết dùng tàu chiến để tấn công thành Legacy này là điều không thể, vậy nên mới quyết định tấn công bằng đường bộ. Thứ duy nhất đã giải quyết vấn đề bọn chúng không thuộc về thủy chiến. Thứ hai, nếu chúng tấn công bằng đường bộ thì nhất định sẽ làm chúng ta sinh ra nghi ngờ, thông qua đó sẽ lộ ra sơ hở, bởi tất cả chúng ta ai cũng nghĩ không có ai điên mà đi tấn công bằng đường bộ vào thành Legacy. Các người thấy đúng chưa? Chúng tấn công đường bộ không ngoại trừ cách suy nghĩ là muốn chúng ta tưởng rằng bọn chúng đang cố ý. Nào khác mà thôi. Phải rồi, phải rồi. Có lẽ chúng ta là dùng cách này để lãnh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Các tướng quân bên cạnh đều gật đầu tán đồng. Vậy thì chỉ huy là người tính như thế nào? Vị tướng quân ngồi bên trái nói. Chỉ huy Tyrese đứng dậy nói. Phải khoảng 3 đến 4 nhóm lính nhỏ nửa đêm lại đến vách núi, từ trên đó phóng hỏa đốt cho toàn bộ doanh trại địch chết hết. Ta sẽ cho thấy chúng thấy đánh thành Legacy bằng đường bộ sẽ phải trả giá thế nào? Vâng. Doanh trại của quân liên minh do John chỉ huy Liệu chỉ huy John, giờ cuộc thì chúng ta phải chờ bao nhiêu lâu nữa Đã hai ngày kể từ khi chúng ta đóng quần ở đây rồi Không sao, phải chờ đợi tiếp Cơ hội chưa đến và chưa thể tấn công được Vậy John, nếu chúng ta cứ chờ đợi như vậy Thì lương thực đem theo nhất định sẽ không đủ đâu Giờ cuộc là cậu đang chờ đợi điều gì Vì lên tiếng nói Chờ đợi điều tốt lành từ thành Vulcan John đáp Này, có phải là cậu đã ra lệnh cho bốn người Giles, Corky, Hammondine và Victor làm việc gì đó phải không? Ziggs là người chơi thân với hai mươi đai dở nhất, nhưng mà đến cậu ta cũng là không thể nào hỏi ra được suốt cuộc là John đã ra lệnh gì cho bọn họ thực hiện. Mọi người đừng lo, đến đúng thời điểm ta sẽ nói. Thôi được rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. John với tay ý bảo mọi người rời đi, còn hắn thì ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn chăm chăm vào bản đồ quân sự. Hắn thở dài. <laughs> Dù thế nào cũng phải đặt tiền niềm tin vào họ, nhưng mà cũng không thể nào không lường trước được những chuyện không may. Lường thực không còn quá nhiều để cầm cự nữa, phải tính thêm kế hoạch B trong đời tối yên tĩnh một cơn gió cũng không thấy vậy mấy những cành lá bụi cây trên núi liên tục xào sạc. một bóng đèn nhanh như cắt lướt qua tiếp theo là hai rồi ba rồi cả chục bóng người lướt qua rất nhanh tổng cộng khoảng 30 bóng đèn bất thình lình xuất hiện trên núi nhưng bóng đèn này di chuyển không nhanh không chậm nhưng cách di chuyển của bọn họ cực kỳ nhẹ nhàng mà không để lại những tiếng động lớn trên tay cầm cung hướng đến bên doanh trại của quân liên minh dưới kia là doanh trại phe kháng chiến mời người các người hãy đốt kho lương thực đây 10 người các người thì đốt lều của quân lính, số còn lại cùng với ta đốt những nơi trọng yếu. Một tên giáo dáng chỉ huy lập tức phân công những việc làm cho đám thuộc hạ. Vâng. Những tên kia sau khi nhận lệnh lập tức xoay người, bước đi tiến về vị trí tốt nhất. Nhưng ngay cả đúng lúc này, đôi nhìn từ trên thân những cây gỗ cổ thụ gần đó, những bóng người trong trang phục ninja lao xuống, kiếm trên tay sáng loáng chém tới. Chỉ nghe những tiếng động vang lên, năm tên trong số chúng nhanh chóng ngã gục xuống mặt đất tắt thở, đám người còn lại kinh ngạc hoàng sợ lùi lại, đôi mắt như lửa đốt nhìn đám người trong trang phục ninja trước mặt. Tên chỉ huy nói, <laughs> khốn kiếp, chúng ta mắc bẫy rồi. Giọng của Shen vang lên. <laughs> Đúng như John dự đoán, sớm muộn gì bọn chúng cũng mau đến đây quấy phá. Dám đâu danh trại của bọn ta sao, đâu có dễ. Kẻ nén giọng nói như là một đứa con nít đùa cợt. Thế nào, giết luôn chứ, ta đã ngứa ngay mấy ngày nay rồi. Evelyn và Thresh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Shen, Ngoài họ ra còn có cả Akali. Tất cả đều đã mai phục ở đây cách đây vài ngày. Giết! Sen hô lớn một tiếng. Ngay lập tức đám ninja thuộc hạ gần đó lao vào. Nhẫn thuật ninja liên tục thi triển. Phần thân thuật, phi tiêu, độn thổ, tất cả được sử dụng hết. Không còn đường thoát nữa rồi. Chúng ta phải liều chết. Đám người bịt mặt hô lớn. Sau đó lao vào. Những cây dao găm trên hồng nhanh chóng rút dài chém tới. Người đừng có mà mơ làm tổn hại đến bất cứ một người nào của liên minh. Akali cầm hai cây lưỡi liềm lao đến tấn công rất nhanh, cô hết đánh tên này lại qua tên khác, cứ cả đường như là cô đang thực hiện một vũ điệu nào đó đầy sự cuốn hút. Ở bên kia, Evelyn bộ dạng cực kỳ thành thơi, cô ta dậm chân xuống mặt đất, ngay lập tức, một loạt các cây gai nhọn hoắt trồi lên rồi đâm xuyên qua cơ thể của ba tên đang tấn công cô. Tiếng chém giết vang lên liên tục, chừng 10 phút, tất cả đã được giải quyết, gần 30 tên bị, bịt mặt đã bị tiêu diệt, bên tai không tổn thất một ai quả nhiên là rất thoải mái. Tress cầm lồng đèn đi thu nhặt những linh hồn của bọn quân lính hư không mà cái miệng không ngừng cười. Evelyn cảm thấy cực kỳ khó chịu. <laughs> Người có im đi không? Im cái gì mà im? Từ ngày đi chung với thằng nhãi John ta liên tục thu nhặt được các linh hồn. <laughs> Số lượng thu nhặt một ngày bằng cả một năm trước kia của ta. Sướng thật đấy. Tress cười, Tres cười ha ha, tiếp tục thu nhặt cho đủ 30 linh hồn. Làm gì thì làm, nhưng đừng có quên cậu ấy có dặn là không được thu nhặt các linh hồn người chết bên phía liên minh. Evelyn đáp. <laughs> Biết rồi, thu thập cái lũ này đủ sai. Thres cười ha hả. Các người ở lại đây tiếp tục canh gác đi, ta đi về báo cáo với chỉ huy. Shen phân phó cho đám thuộc hạ sau đó nhìn sang hai người Thres và Evelyn. Chúng ta cũng mau về báo cáo cho John đi. Được. Doanh trai chỉ huy liên minh. Ờ, à, bọn chúng thực sự là hành động sao? Ra mỉm cười nghe những gì Shen thuật lại diễn biến trên núi. Phải, nhưng mà tất cả đã bị xử rồi. Shen đáp. Kẻ này nói. Này John, tại sao chúng ta vẫn là chưa đi tấn công? Hay là chúng ta dừng lại mấy cách trước trước đi? Tôi thấy mấy cách này cũng hay mà. John lắc đầu đáp. Không được, những cách đó chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Nếu dùng lần thứ hai thì nhất định sẽ bị bắt bài. Chờ đợi cần phải thêm kiên nhẫn nữa. Báo. Từ bên ngoài một người lính truyền tin chạy vào quỷ xuống. Chỉ huy, có thư gửi tới từ thành vun can. lập tức tiến đến cầm lấy bức thư ra đọc, khuôn mặt của hắn thay đổi liên tục, đột nhiên hắn cười nói. Ha <laughs> 5 phút, không sao. Shen, mau gọi toàn bộ các tướng đến đây, ngày sáng ngày mai chúng ta sẽ tấn công. Shen có chút ngạc nhiên, anh ta không biết rốt cuộc là bên trong lá thư này viết gì, nhưng mà cũng không dám nhậm chậm trễ, lập tức chạy ra bên ngoài triệu tập các tướng đến đều chỉ huy. Sáng sớm ngày hôm sau, 30 vạn quân của John đã chuẩn bị sẵn sàng tiến thẳng đến Legacy những tiếng chuông báo động vang lên bên trong thành phát hiện quân địch đang hướng đến thành toàn quân vào vị trí pháo tầm xa vào trung chuẩn bị đạn đội cung thủ và xa thủ vào vị trí cái gì quân địch tấn công bọn chúng đúng là một lũ ngu ngốc chỉ huy Tires thân mặc giáp tiến lên đứng trên tường thành trực tiếp chỉ huy cuộc chiến tiếng bước chân rồn rập vang lên từ đội quân của John mặt đất như rung chuyển chỉ huy quân địch đã vào đầm tấn công rồi vậy thì khai hỏa chỉ huy Tyrese, lập tức vùng tài nói. Hoàng loạt tiếng pháo nổ giòn tan văn ra. Gì vậy? Tyrese nhận ra những đạn pháo bắn ra không hề gây chút tổn thương nào cho quân đội địch. Đôi mắt tinh tưởng của hắn dễ dàng phát hiện. Giờ khắc này toàn bộ quân đội của John đã gần 30 vạn quân, đang được bao bọc bên trong một lớp lá chán phép thuật. <laughs> Khốn kiếp thật, bảo chúng dám xài cả cách này để đối phó với ta. Để xem lá chắn này chịu được được bao lâu. Thông báo với tàu chiến, triển khai hỏa lực tấn công. Tyrese bực tức giả lệnh. Ngay lập tức, hơn 50 tàu chiến được trang bị tối tân với những loại tầm pháo xa, hỏa lực cực mạnh đã sẵn sàng, toàn bộ các nóng pháo đều chỉ về phía hướng thành. Loạt pháo đầu tiên đã khai hỏa. Ở ngoài này, quân đội của John dưới sự bảo bọc của lá chắn năng lượng đang từng bước tiến tới, vậy nhưng có vẻ như là lá chắn này sắp không thể cầm cự được lâu nữa. John, không ổn rồi, hỏa lực của bọn chúng quá mạnh, ta e rằng không phải là 15 phút mà chỉ có thể từ 5 đến 10 phút thôi, bọn ta cầm cự không nổi. Viện trưởng đầu đầy mồ hôi, cố gắng nói, ông ta là người mạnh nhất của học viện mà đã như thế, thì những người còn lại làm sao mà chịu được nỗi khổ kia. Mọi người, cố lên, bọn họ sắp tới rồi, chúng ta cần phải cầm cự. John nói. Hời, tại sao vẫn còn chưa tới nữa? John lo lắng. Thêm một loạt pháo nữa bắn tới, nhưng viên đạn pháo với sức công phá cực kỳ kinh khủng bắn trúng vào lá chắn phép thuật kia, khiến cho cả lớp lá chắn rộng lớn sung lên kịch liệt. Biên đội Alpha thông báo với chỉ huy, chúng tôi đã có mặt phía tây của thành Legacy. Gần trăm chiếc máy bay lao đến trên bầu trời, chiếc máy bay dẫn đầu, đoàn bay này chính là phi công Cocky. Đội hình à, lập tức xuất phát. Cocky ra lệnh. Ngay lập tức, ông cùng với 75 chiếc máy bay khác lao nhanh với tốc độ chóng mặt, tiếng động cơ nhu hòa cùng với tiếng gió. Khai mở hệ thống tàng hình. Tối đã 5 phút. Mục tiêu bến cảng thành Legacy. Kế hoạch tấn công thành Legacy. Bước thứ nhất, chuẩn bị. Trước khi lên đường tiến thành Legacy, Jean đã chuẩn bị yêu cầu ba nhà khoa học nổi tiếng nhất Valorant để chế tạo ra một loại máy giúp đánh lửa thị giác và trong thời gian sớm nhất là phải có. Đồng thời hắn cũng yêu cầu các kỳ huấn luyện ngay 50 phi công giỏi nhất để tham gia kế hoạch lần này. Ngay khi thiết bị được chế tạo và lập tức gắn lên 50 chiếc máy bay sau đó là được theo thế kế hoạch tấn công bến cảng Legacy bằng đường hàng không. Bước thứ hai, chim mồi. John biết việc tấn công bằng đường bộ vốn không hề mang lại chút kết quả Tuy nhiên hắn biết, khi dồn toàn quân tấn công kết hợp với một thứ gì đó điển hình như là một lá chắn phép thuật để phòng thủ, vậy thì quân địch sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ dồn toàn lực để tấn công bằng đường bộ, chứ không phải là bằng đường nào khác. Hạm đội ở bến cảng gần đó nhất định sẽ được đưa ra bắn phá quân đội của hắn ngay trước cổng thành. Như vậy, việc đánh lạc đường, toàn bộ tàu chiến của địch bước thứ nhất đã hoàn thành. Bước thứ ba, tấn công bất ngờ. Ngày 30 tháng 9 năm 23 CLE, một phi đội đặc biệt dưới quyền chỉ huy của Koki đã lên đường rời thành Vulcan để tấn công vào cảng Legacy. Cuộc tấn công dự định được chia làm hai đợt với một trăm chiếc dành cho hai đợt tấn công. Đợt thứ nhất sẽ là đòn tấn công chủ lực, trong khi đội đòn thứ hai sẽ hoàn tất thì những công việc còn sót lại thì đội thứ nhất sẽ mang theo phần lớn vũ khí, chủ yếu là ngư lôi để tấn công các tàu chủ lực. Dựa vào hệ thống tàng hình mới được chế tạo ra sẽ giúp 75 chiếc máy bay tấn công đầu tiên sẽ không bị phe địch phát hiện trong 5 phút. Như vậy, khi kẻ địch kịp phát hiện thì số phi cơ này đã vào tầm bắn của mình cả rồi. Này, người, người có nghe thấy thanh âm gì không? Một tên lính đang ngồi trên đài quan sát nói với tên bên cạnh. Ừ, có, nghe giống tiếng phi cơ chiến đấu. Tên kia đáp. Cái gì thích kìa? Cả hai tên kinh ngạc phát hiện ở phía trước mặt rất có tới 75 chiếc phi cơ đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Ôi bà nội trả nó, là kẻ địch. Khốn kiếp, tại sao bây giờ chúng ta mới phát hiện ra? Báo động. <laughs> Hai kẻ này là muốn liên tục bấm chuông báo động Nhưng đã muộn rồi Mau khóa mục tiêu Có kỳ nhẹ răng cười ha ha Thiết bị tàn hình Hết công dụng vừa lúc ông ấy dùng lực lượng tiến đủ vào tầm bắn của các quả ngư lôi trên tên lửa định hướng. Những quả tên lửa và ngư lôi đầu tiên khởi động khỏi máy bay. Đúng 6 giờ 50 phút, trái bom đầu tiên đã rơi xuống cảng Legacy. Hai quả ngư lôi đầu tiên đã đánh trúng thiết giáp hạm đội Okhala, ok Homa. Hai giây sau, thêm hai quả nữa đập mạnh vào sườn tàu và nổ tung tàu không bị chìm ngay nhưng nước vẫn vào trong vài phút sau nó lại nhấn thêm một chùm bom nữa loạt người lồi tiếp theo đánh trúng chiếc Voluta, vốn là một thiết giáp hạm được trang bị các loại súng máy bay tự động và các loại tên lửa đất đối đất tiếp đó các thiết giáp chạm north virginia và satana bắt đầu bị trúng người lồi khói đèn cuồn cuộn bốc lên từ những chiếc tàu người lồi bị đánh trúng Quân hư không cho rằng độ sâu của vịnh biển chỉ là khoảng 10 mét, không thể phóng ngư lôi được. Vậy cho nên bọn họ chỉ đề phóng máy bay ném bom và tàu ngầm mà không thả lưới ngăn ngư lôi quanh các chiến hạm. Quân hư không không, hề biết rằng ở bên phía liên minh lại có một chuyên gia chất nổ, chế tạo vài quả ngư lôi đặc biệt kiểu như vậy thì không có gì khó khăn cả. Và bọn chúng đã phải trả giá trước phát minh mới về cách dùng ngư lôi ở vùng biển nông, cho máy bay bay sát mặt biển với tốc độ chậm để phóng ra những quả ngư lôi lướt trên mặt nước với tốc độ cũng rất chậm, chỉ khoảng 40 đến 50 hải lý trên giờ. 8 phút sau, khi quả ngư lôi đầu tiên bị chạy đánh trúng, thiết giáp chạm Okha Loma đã bị nhận lật nhào. Hơn 400 binh sĩ và thủy thủ mắc kẹt bên trong cũng chết chìm cùng với tàu. Tiếp theo đó, thêm một loạt bom và ngư lôi đánh trúng chiếc Satana khiến cho nó bốc sẽ cháy dữ dội và chìm lại chỗ chỉ còn lại nhô mấy cột buồm lên khỏi mặt nước. Chiếc Zoma bị ngư lôi đánh hụt nhưng mà các máy bay ném bom đã ném trúng nó năm trái bom một lúc một trong năm cháy bom này chưa vào trong ống khói xuống bên dưới, nổ ngay ở hầm chứa đạn. Chiếc tàu phát nổ long trời lở đất với một cột khói lửa cao tới 300 mét rồi gãy làm đôi trong 9 phút. Cả hai phần tàu cúi xuống biển rồi từ từ chìm hẳn, làm cho 1.102 người chết theo tàu. Thiết giáp chạm vôi North Virginia, chúng phải bảy người lôi, quả thứ bảy xé rách bánh lái của nó. Trong giây lát, chiếc North Virginia này bốc cháy và chìm xuống biển khi vẫn giữ thăng bằng cuộc tấn công đầy bất ngờ và dữ dội đã phá hồng hồng như toàn bộ các tàu chiến của thành Legacy. <laughs> Khốn kiếp, chúng ta đã bị lừa. Chỉ huy Tyres điên cuồng hồ lớn. Đây là cơ hội của chúng ta, toàn quân hãy nhanh chóng phá cổng thành đi. Giang tận dụng cơ hội tuyệt vời này lập tức ra lệnh tấn công, gần 30 vạn quân lao đến như vũ bão, lớp lá chắn phép thuật đã mất, giờ đây không còn gì bảo vệ họ nữa. Dài ra, mau cài, thiết lập dây leo và thang dây cho quân đội leo thành đi. Trundle, Ramos, Manfit hay phá cổng thành. Quân lính liên minh khí thế như vũ báo, còn bên kia hư không, việc hàng chục chiếc hạm trên chiến hạm của họ đã bị tấn công thì bất ngờ khiến cho sĩ khí của toàn quân tụt dốc không phanh. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie, so tài. Tiếng cổng sắt vang lên dữ dội trước sự tấn công của người đá Manfit những cú nện nặng như là quả tạ của Trundle hay là những cú hút mạnh của Rammus. Cổng thành bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất dài. <laughs> cút, cút hết. Kẻ nào cản được ta thì kẻ đó đừng mong sống sót. Rengar hung tợn cực độ, bộ móng vuốt của ông ấy cứ tấn công liên tục đám lính hư không không hề thường tiếc. Đội cung thủ đâu? Xạ thủ đâu? Mau ngăn bọn chúng lại, ngăn lại. Tyrese liên tục hối thúc đám quân lính của mình bằng mọi giá, phải ngăn cản lại việc quân liên minh phá cổng thành nhưng xem ra mọi cố gắng của hắn cho đến bây giờ vẫn chỉ là vô nghĩa. Từ trên không, hàng trăm cọc băng nhọn hoắt như là một mưa tên rơi xuống tường thành, quân đội hư không không kịp tránh né, kẻ thì bị bị đâm xuyên qua, kẻ thì bị dọa cho sợ đến mức cầm vũ khí không nổi nữa. Và thế, cổng thành Legacy đã bị phá vỡ. Quân lính bắt đầu tràn vào, thế như vũ báo không gì cản được. Quân đội hư không tại thành Legacy trước đây luôn dựa vào nguồn sức mạnh là những tàu chiến, nhưng nay số tàu chiến đã bị phá hủy hầu như hoàn toàn, bọn họ lấy cái gì để thắng nữa? chết tiệt! Tardes rút kiếm lao tới, bây giờ đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, chỉ bằng phải liều mạng. Hắn ta như là một con mãnh sư tử, trọng thương điên cuồng tấn công, kiếm trên tay liên tục chém tới. Vẫn còn chơi chịu buông vũ khí đầu hàng sao? Sivir thấy Tardes vẫn còn ngoan cố, chống trả, thì ngay lập tức lao tới, chiếc bomberang ở trên tay của cô được ném ra, bay với một quỹ đạo không thể lường trước. Chiếc bomberang này chém qua cắt đứt một vết rất sâu trên lưng của gã máu bắn ra một vết rất dài hắn ta ngã phục xuống ánh mắt trắng bệch Sivier tiến lại chân phải đạp lên người của hắn cười, cười cười, kết thúc rồi lá cờ lên mình đã bay lên khỏi thành Legacy lại một trận đánh khiến cho người ta phải kinh ngạc đến ngỡ ngàng bằng những cách tấn công không giống ai thành Legacy đã bị chiếm ba ngày sau khi thành Legacy bị chiếm sau khi thu xếp mọi việc tại hai thành Terra và Sikan Hai đoàn quân do Darius và Javanfor chỉ huy tiến đến thành Legacy. Mọi thứ sau trận chiến đã được thu xếp đâu vào đó. Hôm nay chính là buổi họp đầu tiên sau khi công phá thành Legacy. Ngồi ở ghế chính giữa, John nhìn tất cả các tướng trên dưới hắn nở nụ cười. Hey, bây giờ căn cơ của chúng ta đã vững rồi. Mục tiêu tiếp theo chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ của Demacia. Sau đó là đến những nơi lân cận và cả Valoran nữa. Này John, chiến thắng lần này công lớn là thuộc về cậu. Cả ngày chúng tôi càng không phục cậu đó. Swain cười đáp. Hymen Danger nói. John, có điều này ta lại muốn hỏi. Vậy ngài hỏi đi. John đáp. Là kế hoạch tấn công Legacy lần này, giả sử như bọn ta không tìm ra các chế tạo lại máy bay giúp tàng hình, thì cậu làm cách nào để tấn công Legacy? Hymen Danger nói. John đáp. Thừa ra khi lên kế hoạch này vốn từ đầu, đã là một quả, cuộc đánh cược rồi. Nhưng mà tôi tin với khả năng của ba vị thì chắc chắn sẽ làm được giả sử như là các vị không thể làm ra thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khác để đề phòng rồi. ấy kế hoạch gì vậy hãy nói cho chúng tôi nghe được không? Jace liền nói. giải đáp. À, thực ra thì tôi chia số lượng thủy quân của chúng ta ra cho hai cánh quân Norsus và Demacia là có lý do như vậy sẽ giúp sức mạnh của hai cánh quân này được gia tăng nhanh chóng chiếm lấy hai thành này. được biết khi chiếm hai cái thành này thì chúng ta sẽ không còn quá lo lắng về mặt lương thực. Như vậy thì cho dù kế hoạch của tôi có thất bại đi nữa và lương thực của quân đội khi đang đóng quân trước công thành Legacy có hết, thì tôi chỉ cần gửi chút thông báo, viện trợ là lập tức sẽ có ngay. Sau đó chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ việc sử dụng thủy chiến với bọn chúng. À, vậy thì sử dụng thủy chiến thì cơ hội chiến thắng của chúng ta chỉ là chừng 50% thôi. Victor phân tích nói. Đúng đó, bởi thế mới nói khi đưa ra kế hoạch này chúng ta đã phải chơi một trò cá cực lớn. Bây giờ thành Legacy đã được công phá mà chúng ta tổn thất không nhiều, đây là điều đáng mừng. Vậy nhưng quân đội của chúng ta có một hậu phương cực kỳ vững chắc. Những cuộc chiến sau này sẽ không còn gặp nhiều khó khăn về lương thực nữa. John trả lời. John nhìn quanh một vòng sau đó nói. Thôi được rồi. Cho mọi người đã thấy công lớn nhất trong chiến thắng lần này chính là nhờ vào ngài Hyman Danger, Victor và Jace cùng với Corky. Điều đó đủ cho thấy sức mạnh của khoa học là lớn đến mức nào. Nhân tiện có đồng đủ mọi người ở đây tôi sẽ thông báo về việc lập các đội và nhóm đặc biệt riêng. Chuyên một công việc nhất định như vậy những người không có sở trường chiến đấu Sẽ không phải ra chiến trường Người đâu? mau đem vào đây Jean nói lớn, ngay lập tức từ bên ngoài hơn 10 lính cầm trên tay những sấp giấy đem vào phân phát cho mỗi vị tướng, trên đó viết cụ thể như sau. Đội trinh sát, sen và các ninja tại hội King khâu Queen, Timo. Nhiệm vụ, trên đi thu thập tin tức, chuyển tin hoặc nguy hiểm hơn là nằm vùng, nghĩa là làm gián điệp. Đội sát thủ, Evelyn, Katarina, Thalang, Nocturne, Renga, Sako, Z và Akali Nhiệm vụ: Chuyên thực thi các nhiệm vụ bí mật. Đội cứu thương: Soraka, Sona, Karma, Nami, Akali, Nidalee, Jana, Lulu và Taric. Nhiệm vụ: Cái tên của đội đã nói hên hết rồi con gì? Lực lượng thủy binh gồm Miss Gangplank, Fizz, Nautilus, Nami. Nhiệm vụ: Sẽ là những chỉ huy huấn luyện quân đội thủy binh của liên minh và sẽ là người đứng đầu các cuộc chiến trên biển. Đội khoa học Hyman Jace, Victor, Jax. Nhiệm vụ Chế tạo ra các loại máy móc hoặc là vũ khí trong các cuộc chiến. Đội hóa chất Doctor Mando, Singet. Nhiệm vụ Nghiên cứu và chế tạo các chất hóa học độc. Lực lượng không quân gồm Koki, Anivia, Galio, Kali, Morgana và Atrox. Nhiệm vụ huấn luyện các đội quân thì thực thi các nhiệm vụ và trận chiến trên không trung. Lực lượng bộ binh sẽ do các tướng còn lại thay nhau huấn luyện. Trong đó, bộ binh được chia ra làm nhiều loại như thiết kỵ binh do Hekarim chỉ huy, kiếm sĩ do chính Fiora và Master Yi. Đội xạ thủ là do Caitlyn, Grave hay là Tristana thay nhau huấn luyện. Đội cung thủ thì có Asi, Varus và Vaini. Ngoài ra còn có một đội không thể thiếu chính là lực lượng các pháp sư. Đội này sẽ do đích thân viện trường học viện ma pháp tuyển chọn. Những người còn lại không có tiền, tên, không có nghĩa là sẽ trở thành những vị tướng cùng với John ra ngoài chiến trường. Ở bảng danh sách trên có hai cái tên Akali và Nami. Hai người này ở hai đội, lý do rất đơn giản. Đội cứu thương chính là một trong số những đội quan trọng nhất của liên minh. Nếu như không có những người có khả năng ra vào những nơi nguy hiểm như vậy thì liệu làm cách nào có thể cứu được những người đang bị thương? John nhìn xuống dưới. Thế nào? Mọi người đã đọc xong thì có ý kiến gì không? Không. Darius lắc đầu. Bảng danh sách này quả nhiên chi tiết. Quan trọng nhất là nó đã là phần chia chính xác các sở trường riêng của từng người. Nên là tên ta không có trong này Thì có nghĩa là ta sẽ ra chiến trường đánh giặc Như vậy cũng rất hợp ý với ta John nói Trong các đội này có ba đội là đội cứu thương Đội khoa học và đội hóa chất Cả ba đội này không nhất thiết là phải ra chiến trường chiến đấu Nhưng mà trong nhiều hoàn cảnh không thể ngồi không được Mọi người có hiểu ý ta không? Ê, à, John, cậu cứ yên tâm đi Tất cả chúng tôi đều là hiểu điều đó Chase cười đáp Ê, à, vậy được rồi Bây giờ mọi người đã có công việc riêng Thời gian sắp đến sẽ rất bận rộn mọi người hãy về nghỉ ngơi đi được chúng tôi sẽ đi trước darius garen và tất cả những người khác nhanh chóng rời đi kali liếc nhìn hắn trong mắt hiện lên đôi chút u sầu sau đó xoay người đi lúc này ở bên trong phòng chỉ còn lại một người ở lại đó chính là fiora john thắc mắc um, fiora cô có việc gì sao fiora nhìn hắn john tôi nghe nói kiếm thuật của cậu rất lợi hại phải không À, người ta đồn bậy thôi. Nói về kiếm pháp thì ngài Master Yi là hơn tôi nhiều. John so tay cười nói. Fiora lắc đầu. Tôi đã thử so tài với ông ấy rồi. Đúng là kiếm pháp của ông ấy rất giỏi. Nhưng đó không phải là thứ tôi cần tìm. Ừ, thế sao? Vậy hai người đã so tài rồi. Vậy ai thắng? John tỏ vẻ hứng thú. Fiora đáp. Không ai thắng hết. Chỉ có điều kiếm pháp của ngài ấy không phải là thứ tôi cần tìm. John, tôi muốn được so tài cùng với cậu. Tôi muốn tìm ra được hướng đi mới trong kiếm pháp <laughs> Cô thực sự là muốn sao Jean cười nói Phải Chúng ta thử tài ngay tại đây luôn đi Nói rồi Fiora lút rút kiếm lao tới Tốc độ ra đòn của cô nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được Kiếm trên tay cứ y như là một con mãng xà uống rượu Tấn công đủ mọi thứ Phưởng hướng Dễ tấn công thì là tuyệt mỹ không kém John xoay người tung ra một cước, sau đó lùi lại vài bước, tiện tay rút lên thanh gươm đang đeo trên tường, được dùng như vật trang trí, Rằng biết trận so tài này đơn thuần chỉ là trận so tài kiếm pháp chứ không hề có tí sức mạnh phép thuật nào. Đồng thời hắn cũng không muốn làm tổn thương Fiora. Tôi đến đây. Fiora lại một lần nữa lao tới. Kiếm thuật của cô không chỉ mạnh mẽ uy lực mà còn đầy sự mạnh mẽ. Mũi kiếm của cô không khí là như, như những quỹ đạo khó nắm bắt. Giàn vùng kiếm chặn đại kiếm của Fiora. Nhưng ngay lúc này đây, kiếm của cô cứ như là một con mãng xà uốn lượn, nằm vòng quanh thân kiếm sau đó đâm đến cổ tay của John sắc mặt của John có chút kỳ ngạc, lập tức vùng chân đá Fiora, sau đó mượn lực bắn ngược về phía sau, tránh được thế kiếm. Fiora cười nói, <cười> John, nếu như cậu không đánh hết sức, thì sẽ thua đấy. Fiora, đấu sĩ tay đôi lừng danh nhất Demacia, nổi danh nhờ thanh kiếm bé nhọn và cái lưỡi còn sắc xảo hơn. Cô còn được sự cao quý nhờ lớn lên trong một gia đình quý tộc và một quyết tâm sắt đá vươn tới sự hoàn hảo. Khi đã vượt qua tất cả những kẻ đồng trang lứa, giờ đây Fiora tìm kiếm những đối thủ xứng tầm cô sẽ không dừng lại cho đến khi nào cả thế giới này công nhận tài năng của mình. Là con út của gia tộc Lawrence, là một gia tộc nổi danh với truyền thống đấu tay đôi, Fiora tâm niệm rằng mình sinh ra để làm những điều vĩ đại. Cô khao khát có được tài năng của cha mình, một tay kiếm huyền thoại, và tài năng của cô nhanh chóng vượt xa chị em mình. Những kẻ đồng trang lứa xem sự tự tin của Fiora là sự kiêu ngạo, nhưng cô chẳng đoái hoài mà còn cố gắng hơn nữa để trở thành một người thừa kế xứng đáng của cha. Người đầu lòng tin của cô đã đặt nhầm chỗ, và đêm diễn ra một cuộc đấu tay đôi đã hẹn trước chính quyền đã bắt gặp cha Viola bỏ thuốc độc vào thức uống của đối thủ. Sự thật đê hèn của ông đã hủy hoại danh, thanh danh của cả gia tộc và chính danh dự của Fiora cũng đã bị đặt nghi vấn. Dẫn dữ và quyết tâm lấy lại thanh danh, cô thách đấu với cha của mình. Dù ông đã chiến đấu dũng mãnh, nhưng Fiora nhận ra rằng người đàn ông này đã lãng quên những gì là điều tiền quyết của một đấu sĩ tài đôi thực thụ. Cô tước vũ khí của ông và với lưỡi gương của mình, cô yêu cầu quyền lãnh đạo gia tộc Florence. Cha cô đầu hàng, nhưng ngay sau đó, ở trong chiến thắng, Fiora biết rằng cái bóng nghi ngờ vẫn theo đuổi thanh danh của mình. Khát khao định đoạt số mệnh, Fiora thề dễ vượt qua huyền thoại giả mạo của cha mình và đứng trên rằng cô không chỉ là đấu sĩ đối tay đổi vĩ đại nhất của Demacia mà là trên khắp cả Valoran này. Việc khiêu chiến với John chính là điều mà cô đã ảo ước từ bấy lâu nay. Kiếm pháp tuyệt hào của Fiora đang dần dần lấn lướt tới John. Từ hồi đầu đến bây giờ, John cứ liên tục ở thế thủ. Chỉ cần hắn tấn công một chiêu là Fiora đã đáp lại hai chiêu nói chung là không thể nào để cho John có quá nhiều thời gian để chuyển đổi giữa công và thủ. Một tiếng kiếm lớn và chạm đầy sự thanh thúy, John đã bị Fiora bức phải lùi lại liên tục, hắn xoa so xoa so cổ tay của mình cười. cười. Fiora, kiếm pháp của cô tuyệt lắm, nếu có cơ hội thì ta rất muốn được cô chỉ giáo thêm về nó. John, cậu đã thua chưa? Nói thực, ước muốn của tôi là được so tay cùng với cậu, nhưng hôm nay, quả như tôi thất vọng lắm. Tôi cứ nghĩ chỉ cần đánh với cậu là tôi sẽ tìm ra chân lý thực sự của bộ kiếm pháp này nhưng bây giờ đây tôi không thể nào làm được điều đó <laughs> Tôi thất vọng Fiora khó chịu nói Ra nhìn Fiora trông cô ấy giống như là đang đùa giỡn John Cậu ta thở dài Ây Fiora Cô xem kỹ đây Có lẽ khi cô xem những thứ này cô sẽ nhận ra điều gì Vừa nói xong John đột nhiên biến mất tại vị trí Không phải là hắn sử dụng sức mạnh phép thuật hay là tuyệt kỹ gì nên biến mất Mà đơn giản tốc độ của hắn quá nhanh Nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy Fiora nhìn cho kỹ đây Dòng của John vang lên khắp căn phòng. John xuất hiện ở bên trái lao, kiếm vung lên lao đến như thành cắt. Fiora lập tức đưa kiếm chống đỡ nhưng mà mũi kiếm của John đã gần chạm đến kiếm của Fiora thì biến mất. Lần này, John lại xuất hiện bên phải, mũi kiếm lại lao tới tấn công. Fiora lại vung kiếm chặn lại nhưng mũi kiếm vừa đến lại biến mất. Cái gì vậy? Fiora hoảng hốt nhìn khắp cả căn phòng nơi đâu cũng là hình bóng của hắn. Không phải là hắn dùng phân thân mà đây là những tàn ảnh do hắn tạo ra. Những tàn ảnh này để lại do hắn di chuyển quá nhanh bốn phương tám hướng đầu đầu cũng có hắn. John thực và những tàn ảnh kia lập tức lao vào tấn công Fiora, kiếm trên tay của hắn múa lên những đường cong tuyệt mỹ, giống như là hắn đang múa kiếm chứ không phải là đánh kiếm vậy. Một điệu nhảy kiếm thuật, đó là những gì Fiora kịp nghĩ trong đầu, bởi vì khi cô vừa mở mắt ra đã thấy kiếm trên tay của mình rơi từ lúc nào không biết, còn cô được cánh tay của John đỡ lấy. Hắn cười cười. <cười> Fiora, ta có nghe nói về quá khứ của cô rồi, quả thực ta hiểu tâm trạng bị xúc phạm của cô là như thế nào. Lòng tự trọng của một đấu sĩ tuy rất quan trọng nhưng mà tính mạng của cô lại càng quan trọng hơn. Cô cứ nghĩ mà xem, nếu như ngày hôm nay không phải là tôi mà là một người nào khác, hắn có kiếm thuật giỏi hơn cô, lúc đó cô sẽ thế nào? Hy vọng cô đừng có đặt tính mạng của mình lên trên bàn cân như vậy, thực sự không đáng đâu. Fiora cố gắng đứng dậy. Được, tôi đã thua cậu John. Như vậy tôi mong đợi cuối cùng cũng là tìm ra chân lý lý của mình rồi. John mỉm cười nói. <cười> Fiora, phải nói thế nào nhỉ? Cô là một thiên tài kiếm thuật Chiều vừa rồi tôi đã dùng Đã khiến cho cô ngộ ra kiếm pháp mới Chúc cô luyện thành công Fira mở tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn Cô ngộ ra chiêu thức mới là đúng Nhưng mà làm sao hắn biết được Và lại vừa rồi hình như là hắn ta cố ý để dạy cho mình chiêu đó thì phải Jean xoay người rời đi để lại câu nói Hãy đi ngủ sớm nhé Hết trường Nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo Bạn đang nghe trên audio hành trình huyền thoại Người đọc Annie Thư giãn Hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu không biết phía trước còn bao nhiêu khó khăn gì nữa nhưng mà tin chắc rằng những người trong liên minh không ai muốn bỏ cuộc họ sẽ đường đầu với tất cả và tiến lên trên con đường mình đã chọn Giang lúc này đang trên đường đến trại tập luyện của quân đội trên thân của hắn mặc một bộ giáp rất phổ thông tiến nhanh vào trong doanh trại chỉ huy những binh lính canh gác thấy John liền cúi đầu chào John Garen và Darius đang đứng huấn luyện quân đội thấy John tiến lại lập tức chào hỏi tất cả tập hợp Garen ra dạ lệnh ngay lập tức toàn quân lính đã xếp thành những hàng ngay ngắn. John xoay người nhìn xuống những binh sĩ tràn đầy sĩ khí bên dưới, cười lớn. <cười> này các chiến sĩ của Liên minh quân, đánh bại trận nhất định là phải có chết chóc, ta cũng biết điều này. Trong các người có lẽ sẽ có người không thể về nhà được, nhưng mà ta tin là với một tướng sĩ của Liên quân thì chết đi nhất định sẽ làm được liệt sĩ, còn sống thì chính là anh hùng. Vậy ta hỏi mọi người, có ai sợ cái chết không? Không. Tiếng binh sĩ hổ lớn, vậy cái chết có đau đớn không dân hô lớn cái chết tại nhẹ tựa lông hồng binh sĩ bên dưới tiếp tục hô lớn được cảm ơn mọi người ra nói xong liền xoay người nhìn garen và darius à, có được hai vị huấn luyện quân sĩ như thế này tôi thực sự là rất yên tâm binh sĩ có được sĩ khí cao như thế là một phần là nhờ những chiến thắng trước đây của chúng ta nhưng chiến thắng đó là lớp đi nối sợ hãi sức mạnh quân đội hư không trước đây garen cảm thán nói Darius ở bên cạnh hoàn toàn đồng ý gật đầu John cũng vừa đi vừa nói ừm, Sắp tới e rằng quân đội hư không sẽ không để yên cho chúng ta nữa đâu Nếu tôi đoán không nhầm Thì có thể là một trong 10 đội chủ lực sẽ xuất, xuất chiến Nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta Thế thì John Cậu có thông tin gì về các đội chủ lực này chưa Darius đi bên cạnh nói John thở dài à, Đến giờ vẫn chưa thấy có một tin tức nào hết Hầu như những tên chỉ huy hoặc là tướng quân cấp thấp không hay biết chút thông tin gì về những đội chủ lực nếu như mai này giao chiến với bọn họ thì nhất định chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Này John, dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng đặt niềm tin vào cậu. Trước đây khi ở tại nổ ta đã nghĩ về mặt bày binh bố trận không ai quản được ngài Swain. Nhưng mà bây giờ ta đã nghĩ khác rồi. Ngài đến ngài Swain cũng phải thán phục cậu. Darius chân thành nói, những gì ông nói cũng là những gì Garen định nói. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói về vấn đề quân sự. Cố lên, John nhìn thấy những người binh lính đang hăng say tập luyện thể lực cảm thấy vô cùng hứng thú Bởi lẽ những thứ họ tập luyện rất lạ đó là xà đơn, tạ, ghế tập cơ bụng, bao cát và người gỗ Garen cười nói John, sau khi cậu sáng tạo ra những hình thức tập luyện mới Thì sự nhiệt tình tập luyện của mọi người đã nâng lên cao nhiều lắm <laughs> Phải, thấy cảnh tập luyện tích cực như thế này làm ta nhớ đến các cuộc thi Olympic trước đây John cười đáp Hử? Olympic? Đó là cái gì? Garen và Darius khó hiểu hỏi lại. Jean lập tức nhận ra mình đã bị hớ, hắn cười cười vài tiếng. À, thì nếu hai người biết thì hay, đó là một hội thao cực kỳ nổi tiếng ở chỗ tôi sống trước kia. Ở đó có hai người có thể gặp được những con người siêu phàm nhất như là tia chớp đen Usain Bolt hay là siêu kỳ ngư Michael Phelps. Chàng biết, người có biệt danh tia chớp đen kia còn chạy nhanh hơn cả ngựa đấy. Cái gì? Chạy nhanh hơn ngựa? Cậu, cậu không giỡn đấy chứ? Garen và Darius nhìn nhau kinh hạc, À, này này, chuyển qua đây, chuyển qua đây Tôi ở đây này, chuyển cho tôi Đây này, bên này, chuyển bên này John dừng lại Ở một nhóm quân sĩ đang chơi một trò chơi Mà ở thế giới hắn gọi là bóng ném John vô cùng thích thú Galen và Adarius nhìn binh sĩ đang chơi trò đó Cũng liền cười cười Trái bóng kia rơi trúng vào người của John Hắn cầm lấy trái bóng, nhìn đám quân lính trước mặt <laughs> Tiểu đội trưởng, cái này là cái gì vậy? lý do John hỏi như vậy là bởi vì trái bóng này mặc dù rất tròn nhưng mà lại không làm bằng chất liệu giống như những trái bóng mà hắn đã biết trước đây. Chỉ huy, thứ này gọi là cầu hơi. người được gọi là tiểu đội trưởng kia cười nói. thế, cầu hơi. John xem xét kỹ, nhận ra bên trong được bơm đầy khí, trái bóng này lại có độ đàn hồi không quá cao. Garen, Darius, ta vừa nghĩ ra một trò chơi nữa, hai người có muốn chơi không? John xoay người hỏi Garen và Darius, cả hai nhìn nhau lắc đầu. ơi à. John, bọn tôi làm gì biết chơi các trò đó? Cứ để cho chúng tôi ở ngoài xem thôi. Này, vậy thì các người lại đây. John với tay gọi đám lính đang chơi đùa kia tiến lại. Hắn cầm lấy quả bóng rồi nói. Bây giờ, các người kiếm tra cho ta 6 cây gỗ dài. Bọn đóng thành một thứ như thế này cho ta. John lấy ngón tay vẽ vẽ trên mặt đất một cái hình chữ nhật nhưng thiếu mất một cạnh. Bên cạnh mỗi cạnh tam giác có ghi rõ số đỏ cụ thể. Vậy chỉ Huy, thứ này là cái gì vậy? Tiểu đội trưởng khó hiểu hỏi. Thì cứ làm đi rồi biết John cười đáp Đám binh sĩ nhanh chóng tản đi kiếm những cây gỗ Về làm như hình vẽ của John Rất nhanh hai cây khung đã xuất hiện Được lắp ở cả hai bên sân Tiểu đội trưởng nói Chỉ huy, đã chuẩn bị xong rồi Bây giờ chúng tôi sẽ làm gì nữa Được, bây giờ tuyển cho ta 21 người Có thân thủ càng cao càng tốt John đáp Vâng, thuộc họ biết John nhìn thấy Ezio, Katarina, Akali, Blitzcrank Đang ở gần đó lập tức gọi ba người lại nói Ừ, bây giờ ta có một trò chơi Không biết mấy người có muốn tham gia không Ê, trò gì Blitz Clang hơi khó hiểu Cậu ta vốn là một người máy hơi nước Làm sao mà biết chơi được trò gì Chàng cười bộ áo giáp trên người ra Sau đó cầm trái bóng xuống dưới sân Ngày hôm nay ta sẽ giới thiệu với mọi người một trò chơi mới Quy tắc cực kỳ đơn giản Thứ nhất, chúng ta chỉ làm hai phe Mỗi phe 11 người Trong đó có 10 người làm vai trò cầu thủ trên sân Điều khiển trái đóng, trái bóng làm sao cho lọt vào khung thành của đối phương làm được như vậy thì bên ghi bàn sẽ ăn được một điểm nên nhớ 10 người này chỉ có thể sử dụng chân không được sử dụng tay riêng người thứ 11 sẽ là người đóng vai trò thủ môn là chốt chặn cuối cùng để bảo vệ khung thành người này có thể sử dụng tay lẫn chân miễn sao không để trái bóng lọt vào bên trong cái lưới này vậy là được thứ hai mỗi hiệp thi đấu chỉ kéo dài 45 phút và chúng ta có hai hiệp nghĩa là 90 phút cứ hết 90 phút thì đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng mọi người rõ chưa được rồi các bệnh sĩ hiểu rõ lập tức gật đầu. Ờ, uh, John, thế thì bọn tôi ở vai nào? Ezio hỏi. John cười đáp. <laughs> <laughs> Katarina, cô sẽ làm tổng, trọng tài nhé. Akali, cô chơi ở vị trí tiền vệ. Ezio, cô chơi ở vị trí tiền đạo cùng với tôi. Blitz cậu cô chơi ở vị trí thủ môn. Cứ thấy trái bóng nào bay tới là cậu đẩy hết ra, được không? Ờ, uh, nhưng mà John, trọng tài thì làm thế nào? Katarina khó hiểu với cái nhiệm vụ này. Jean giải thích ngắn gọn Thì là người điều khiển trận đấu đó Thôi được rồi tất cả mọi người vào vị trí đi Bên về kia 11 người đang tràng tay nhau hội ý Tiểu đội trưởng nói Mọi người hãy lập trận như thế này Không được để cho bọn họ ghi bàn Bắt đầu Tiếng hồ của Katarina vang lên Một trận bóng đá lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới này đã bắt đầu Và e rằng cái trò chơi này của John sẽ cực kỳ phát triển tại thế giới này mãi mãi về sau Cố lên, cố lên Tiếng hô hào cổ vũ từ các binh sĩ đứng bên ngoài. Um, Garen này, cậu có nhận ra cái gì không? Cái trò chơi này. Darius như nhận ra điều gì đó. Garen được gật đầu. <laughs> Ngài cũng nhận ra rồi sao? Nhìn thì đây là một trò chơi cực kỳ hứng thú, nhưng mà lồng ở trong đó có cả chiến thuật bày trận hình nữa. Một trò chơi rất cao thâm, không nghĩ rằng lại nghĩ ra được. Có khi nào những thứ này đều ở cái nơi mà cậu ấy sống trước đây không? Ừ. không rõ, nhưng rất có thể là như thế. Darius nói. Ezio, chuyên đây chuyển bên này, có chỗ trống này Mau chặn họ lại, không được để họ ghi điểm Chặn lại, chặn lại, chặn chặt vào Ê, vào Ezio ghi bàn đầu tiên Cố lên, cố lên Tiếng hồ cổ vũ ngày một cuồng nhiệt Đội của tiểu đội trưởng lập tức súng lại bàn kế hoạch <laughs> Lần này chúng ta chơi 5 người phòng ngự 3 người ở giữa sân hai người ở trên cao nhận nhiệm vụ ghi điểm Được rồi Nhanh lên chưa qua đây Mau lên mau lên Đừng để bị bắt Chuyển đây, chuyển đây. Một trận bóng vô cùng sôi nổi, chỉ có thể nói là như vậy. Kết thúc 90 phút, đội của John chiến thắng với tỷ số 3-0. Ezio lập cú, đúp với Akali ghi một bàn. Ha <laughs> thắng rồi. Ezio hứng, khởi hứng khởi, nhảy tưng tưng như là một đứa còn nít. À, chỉ huy, chỉ huy. Một người lính từ bên ngoài chạy vào lập tức tiến tới trước mặt của John. Chỉ huy, Shane tướng quân là muốn gặp ngài gấp. gặp ta gấp, gấp lắm sao? Có chuyện gì? John lẩm bẩm. Này John, xem ra chúng ta nên đến đó xem thế nào đã. Darius tiến lại nói. Vậy được, chúng ta hãy đến đó. John gần đầu rời đi. Darius, Garen, Ezio, Blitzklang, Katarina và Akali cũng đi theo sau. Phòng đại sảnh, Shen, Queen, Timo và tất cả đang có mặt ở đây. Khi nhìn thấy John liền vào lập tức tiến lại nói. John, tình hình không hay rồi. Ừ, có chuyện gì thế? John thắc mắc. Theo thông tin từ các tin trình sát báo về, thì một đội quân cực kỳ hùng hậu của hư không đang tiến về thành Legacy. Theo như những gì tìm hiểu thì người cầm đầu đội quân này chính là một vị tướng ở trong 10 đội chủ lực. Không ngoại trừ khả năng, đội quân của hắn dẫn theo chính là một trong số 10 đội chủ lực kia. Cái gì? Garen, Darius và toàn bộ những người khác kinh ngạc đến trọn mắt. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo.